Tiếng vọng từ trái tim là tên của một chương trình hợp tác trao đổi y tế 5 năm giữa Bệnh viện Tim Hà Nội và tổ chức phi lợi nhuận MD One World. Với chương trình này sẽ có rất nhiều những trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn mắc phải bệnh lý tim mạch, hy hữu được phẫu thuật miễn phí. Có con đầu lòng mới được 4 tháng tuổi nhưng không may mắn khi sinh ra. Bé nhà chị Mai đã mắc bệnh tim hiếm gặp. Đợt phẫu thuật trong chương trình Tiếng vọng từ trái tim lần này có sự tham gia của các bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội và các chuyên gia tim mạch hàng đầu của Mỹ sẽ là cơ hội để con chị thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Ảnh hưởng cả anh em, anh trai em dính á, 2 lần mổ rồi ạ. Nên là cháu này cũng thế á. Tiếng vọng từ trái tim là chương trình hợp tác trao đổi y tế 5 năm giữa Bệnh viện Tim Hà Nội và tổ chức phi lợi nhuận MD One World. Thông qua các chương trình trao đổi y tế theo dự án, ngoài việc hỗ trợ mổ tim cho các bệnh nhân nhi, các bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ trao đổi kiến thức, học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ từ các chuyên gia tim mạch hàng đầu của Mỹ. Hoạt động đầu tiên của chương trình sẽ hỗ trợ mổ tim và thông tim cho 14 trường hợp trẻ mắc tim bẩm sinh được diễn ra trong tháng 10 năm 2018. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn chia sẻ nâng cao trình độ và kỹ thuật mổ tim tốt hơn. Bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong cho trẻ trên thế giới. Số lượng trẻ em phải can thiệp phẫu thuật là rất lớn. Chúng tôi ở đây hỗ trợ hợp tác để chất lượng điều trị tốt hơn. Cũng chính vì ý nghĩa cao đẹp của chương trình mà Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và Quỹ Đạo Phật ngày nay đã quyết định đồng hành cùng chương trình thông qua việc hỗ trợ kinh phí. Cụ thể, Vinamilk sẽ hỗ trợ 7 ca mổ tim trong năm 2018, tương đương 700 triệu đồng, và Quỹ Đạo Phật ngày nay sẽ hỗ trợ 500 triệu đồng cho các chi phí y tế, thuốc men liên quan. Đây là một cái chương trình mà các bác sĩ rất là nổi tiếng về tim mạch của thế giới cũng như của Mỹ về để cùng với viện tim để có những chương trình để hỗ trợ mổ tim cho trẻ em, thì Vinamilk thấy đây là những việc mà có ý nghĩa và chúng tôi sẵn sàng tham gia. Chương trình Tiếng vọng từ trái tim là một chương trình có ý nghĩa nhân văn và rất thiết thực với các bệnh nhân tim mạch, gia đình cũng như xã hội. Chương trình ra đời không chỉ giúp cho các bệnh nhi được phẫu thuật và theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe hậu phẫu, mà đội ngũ y bác sĩ trong lĩnh vực tim mạch còn được đào tạo nâng cao kiến thức về y tế.